3 năm sau vụ động đất, Đức Francisco đến thăm vùng Machi. Ngày 24 tháng 8 2016, một trận động đất mạnh 6,2 độ Richter ở vùng Machi làm thiệt hại 298 người và tàn phá cả thành phố. Bang Rieti Latium và bang Ascoli Piceno Machi bị thiệt hại nặng nề. Ngày Chủ nhật 16 tháng 6 2019, Đức Francisco sẽ đến vùng Machi, giáo phận Camerino San Severino. Xúc động trước vụ này, ngày 24 tháng 8 2016, Đức Francisco đã hủy bài giáo lý dự trù sẽ giảng ở quảng trường Thánh Phêrô. Thay vào đó, ngài cùng lần chuỗi với giáo dân ở quảng trường. Vài ngày sau trong giờ kinh truyền tin ngày Chủ nhật, ngài cho biết sẽ đến thăm các nạn nhân. Trung thành với lời hứa của mình, ngày 4 tháng 10 2016, ngài bất ngờ đến thăm thành phố Amatrice, có không dưới 234 người thiệt mạng trong thành phố thuộc bang Rieti này. Ngài đến thăm trung tâm tạm cư của 60 người lớn tuổi phải rời nhà vì động đất. Trước khi về Roma, ngài ghé thăm Pescara del Tronto, vùng Machi. Ngài chào một nhóm nhỏ người dân ở đây. Ngài kêu gọi người Ý đi tới đằng trước. Tái xây dựng vẫn còn chậm trễ. Sau 3 năm, Đức Francisco sẽ ghé thăm vùng Machi lâu hơn. Chủ nhật 16 tháng 6, ngài sẽ đến trung tâm thể thao Camerino a Canvi. Tổng giám mục Francesco Massara, giáo phận Camerino San Severino, ông Luca Sericcioli, chủ tịch vùng Machi và ông Gianluca Paschi, thị trưởng Camerino sẽ đón tiếp ngài. Đức Francisco sẽ đến thăm các gia đình vẫn còn sống trong các trung tâm dựng lên khẩn cấp ở thành phố Cotin. Sau đó, ngài sẽ đến thăm nhà thờ chính tòa của thành phố. Tiếp theo, ngài sẽ gặp các thị trưởng trong giáo phận và ngài sẽ dâng thánh lễ ngoài trời ở Cavour, Camerino. Sau khi đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng, Đức Francisco ăn trưa với hàng giáo sĩ địa phương, ngài sẽ lên trực thăng về Vatican lúc 16 giờ. Người dân chịu chấn động tâm hồn còn hơn cả động đất. Đức Tổng giám mục Francesco Massara giải thích, ở Camerino, nơi Đức Francisco sẽ dâng thánh lễ, thành phố vẫn còn bị tổn hại và dân cư thưa thớt. Ngài buồn bã cho biết, còn hơn cả động đất làm hư hại các cơ cấu, người dân còn chịu một chấn động tâm hồn và nhiều người bị suy thoái tinh thần. Nhưng chấn động tệ hại nhất vẫn là các lời hứa không được giữ để sửa lại các thiệt hại. Đặc biệt vùng này đã bị động đất nhiều lần, năm 1988 một lần và năm 1997 một lần. 11 người đã thiệt mạng trong các vụ địa chấn này. Tháng 10-2016, 3 tháng sau vụ động đất lớn, vùng Machi lại bị rung chuyển làm cho một người bị thiệt mạng.